Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái clip mà bơi ở ngoài bể bơi vào buổi tối đấy. Tức là không bơi buổi sáng mà chơi buổi tối luôn. Bởi vì là tôi mới nghĩ được một cái ý tưởng rất là hay và thú vị, và bây giờ không linh tinh luyên thuyên nữa thì vổ luôn, ok? Đấy, anh em đâu? Ra đây. Lên. Ra đây, ra đây, ra đây. Không phải trốn làm gì cả. Đấy, ở đây là có ba thằng. Hôm nay là sẽ tắm cùng và hỗ trợ tôi. Đây. Nhân vật chính là ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy gì không? Đây là 1.000 que phát sáng đấy. Và tôi sẽ thả 1.000 que phát sáng này xuống dưới nước. Ok, các bạn thấy là hiện tại ở đây là có hai cái bể bơi, một cái bể bơi rất là to đấy và bể bơi bên cạnh đây rất là bé, và chúng tôi sẽ bơi cái bể bơi bé bởi bể bơi này nó to quá. 1.000 cái que phát sáng này thả ở đây nó rất là phí, nên thả cái bể bé này thôi. Đấy, bể này dành cho trẻ con. Bây giờ là mấy anh em mà xuống đây vỗ. Ở đây là chuẩn bị thêm cả một cái bể bơi mini tí nhỉ, đây bơi. Và đây, nhân vật chính là 1.000 que phát sáng rồi các bạn thấy không? Trong đây là có 100 que này. Đấy, để đây cho anh em xem. Rồi, bây giờ là cô nào khui hộp cho anh cả. Rồi đây, bây giờ anh em đang khui hộp. Đấy, 1.000 que phát sáng. Cái gì đấy? Đấy. À, đây là núi vòng. Đấy. Đấy, rất là nhiều màu sắc. Ui thuộc về đấy. Ý thức ngồi bẻ cho mấy cái này nó sáng thì phải cầm 5-6 que vào để bẻ. Phê chưa? Phê ra bể bơi to bơi cho nó phê, mùa hè rồi tắm cho nó phê. Một nhiều vãi, phải không? Mắc nhiều luôn. Cái này thả xuống thì vô đối. Đây. Đấy, đang bẻ cho nó phát sáng đấy các bạn. Đấy, rồi lắc lắc đi, ngồi lắc đi. Đấy, rồi tắt đèn cho anh cái. Thấy chưa? Sáng chưa? Đấy, một mình nó sáng luôn này. Tất cả cái que này là phải lắc lắc như này nó mới sáng được. Đấy, sáng như này. Ui, nhìn chất chưa? Đẹp chưa? Đấy, nhìn đẹp chưa? Màu xanh. Rất là phê luôn. Ok. Đấy. Ok, bây giờ thì sẽ làm phát sáng tất cả cái que này và thả dưới kia. Đấy, để xem là ban đêm nó đẹp như nào. Rồi, bây giờ là sẽ tập trung bẻ đấy. Cầm nhiều vào bẻ đi. Đúng rồi. Ui, nghe phê vãi. Sáng chưa? Sáng trưng. Sáng trưng đúng không? Bây giờ các bạn nhìn sáng chưa? Bẻ đều vào thì nó mới sáng được. Cẩn thận gãy đấy. Đấy. Không gãy được. Cái nào cứ sáng rồi bắt đầu vứt riêng ra nhá. Ui sáng vãi. Nhìn này. Đưa xem nào, đưa xem nào, đưa xem nào. Vãi trưởng luôn, càng nhiều càng sáng luôn. Đây cho bể bơi đi. Rồi anh em đang rất là nhiệt tình. Đây, được bao nhiêu là vứt hết vào đây. Đấy, mắc sáng luôn. Kiểu này có mà sáng rực hồ bơi lên. Ôi nhìn đẹp vãi trưởng luôn. Rồi các bạn nhìn này, mắc đẹp luôn. 1.000 que hơi nhiều ấy. My heart rages around like an ocean in my head.
Mới xin được ít đèn thì sáng quá ấy. Nhưng mà sáng như thế này thì sẽ mất hết những cái dưới kia đi. Cái que phát sáng này ấy, thì nó có cái thời lượng phát sáng là 12 tiếng các bạn. Rất là lâu. Nó rất là sáng. Đấy, 12 tiếng. Ok rồi, kết thúc clip là anh em là đang thu những cái que phát sáng lên. Rất là nhiều que, 1.000 que này là rất là lâu. Đấy, đang thu lên rồi. Đấy, sáng chưa? Trước khi kết thúc clip là vào đây tắm que phát sáng phát đấy. Tắm cùng với lại 1.000 que phát sáng. Đấy, đây là mặt NTN, ok. Ui. Bây giờ xách cái này về nhà. Đấy, về nhà cất. Rồi, ok, chúng tôi đã quay xong, bây giờ là về nhà rồi. Đây, cho bạn xem này. Đấy, đây là rác. Và căn phòng mà nhìn rất là sáng, sáng chưa? Đấy, 1.000 que phát sáng. Bây giờ là về nhà rồi, tôi sẽ nghỉ ở trong phòng tôi phát. Kết thúc cái clip với lại 1.000 cái que phát sáng này. Tôi sẽ giải hết tất cả 1.000 que phát sáng này ra phòng của tôi. Bây giờ là Trọng giải, Trọng giải ra cho anh. Đủ hết ra phòng. Đấy. Ok. Để đưa phòng. Đấy, giải hết rồi. Cái đấy là loe ra phòng. Điện này. Ui. Nhìn đẹp quá. Ui. Mắc phê luôn. Đấy, trên này nhìn nó nổi đẹp hơn ở dưới nước. Phê vãi. Phê vãi. Nhìn đẹp nhỉ? Đúng Galaxy. Nhìn ảo rồi. Đúng Galaxy. À, tôi đang đi trên những cái thanh que phát sáng. Đấy. Sáng chưa? Đứng chân lên này nhìn rõ bàn chân này các bạn. Thì là nhìn rõ bàn chân luôn này. Thôi chào mày. Nghịch vậy thôi. Lớn rồi à, nghịch cho nhà con này. Nhưng mà phải để đấy cho anh nghịch. Nhưng mà để cho anh nghịch. Ok. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn này. Bật đèn lên rồi nhưng mà nhìn nó vẫn còn rất là sáng. Đó, nhìn cái màu nó rất là tươi. Nhưng mà thôi bây giờ có lẽ phải thu thôi, muộn rồi. Ok, có lẽ bây giờ thì tôi sẽ phải thu phòng thôi, chưa bừa bộn quá cũng như là rất là đói rồi, là mệt. Hy vọng tất cả bạn đang xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye.